Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế gọi tắt AIC và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố hơn 20 bị can, trong đó có 2 cựu lãnh đạo cao nhất tỉnh Đồng Nai. Bị cáo buộc hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AIC, hiện đang bỏ trốn, và nhóm các bị can thuộc AIC đã tìm cách đưa hối lộ với cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Theo kết luận điều tra, AIC là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Trung tâm Xuất khẩu Lao động, Jalasen, thuộc Công ty Xây dựng và Thương mại, sau đó chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại của Bộ Giao thông Vận tải. Doanh nghiệp này hoạt động từ năm 2005 với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng về lĩnh vực trang thiết bị dụng cụ y tế. Đến lần đăng ký thay đổi lần thứ 9, doanh nghiệp này tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Để AIC và các công ty liên quan do AIC chỉ định được tham gia trúng thầu các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với giá mà AIC đưa ra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với bị can Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư để chỉ đạo, tạo điều kiện cho AIC được trúng 16 gói thầu. Sau khi tạo được mối quan hệ, bị can Trần Đình Thành giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Nhàn với giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Để thực hiện năm 2003, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tiếp cận và đặt mối quan hệ quen biết với bị can Trần Đình Thành, khi đó là Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trong các lần công tác tại Hà Nội. Đến năm 2007, trước khi tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã đến gặp bị can Thành tại phòng tiếp khách và nhờ ông Thành mời lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành ăn trưa để giới thiệu AIC và nhờ lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu mua sắm thiết bị. AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia đấu thầu 16 gói thầu và trúng toàn bộ 16 gói thầu với tổng trị giá hơn 665 tỷ đồng. Trong đó AIC đứng tên trúng 12 gói thầu, tổng trị giá hơn 477 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bị can Trần Mạnh Hà và nhân viên AIC đã nhiều lần chi với tổng số tiền 44,8 tỷ đồng cho bị can Trần Đình Thành 14,5 tỷ đồng, Đinh Quốc Thái 14,5 tỷ đồng, Phan Huy Anh Vũ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số tiền 14,8 tỷ đồng. Tại kết luận điều tra, Trần Đình Thành khai nhận trên cương vị là bí thư tỉnh ủy, ông đã tác động, chỉ đạo để AIC trúng 16 gói thầu. Toàn bộ số tiền nhận từ bà Nhàn, ông Thành phần lớn đưa cho vợ để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Mỗi lần đưa tiền cho vợ, ông Thành không nói về nguồn gốc số tiền.